Norma was the mayor. Da, da. You ready? Yes. Bây giờ mình đã nhận phòng. Giờ mình vô mình coi thử cái phạt hay ít phòng nó làm sao nha. Yeah. Cũng nhìn ra đường nè. Thế cũng yeah, có cái giường, cái bàn, cái sofa, cái tivi. Hết. Chiều nay mình test Covid mà ngày mai mà mình negative á là mình không có bị á thì mình sẽ được đi ra ngoài. Còn từ đây cho tới ngày mai thì mình không được đi ra ngoài, mình chỉ ngồi ở chợ thôi. Y tá tới lấy Covid test. PCR. First nose. Xong. Từ cái buổi chiều hôm qua cho tới sáng hôm nay thì Vân không được đi ra ngoài. Covid test ngày hôm qua mà nó âm tính thì có nghĩa là Vân có thể được đi ra ngoài. Mỗi ngày của mình bắt đầu từ 5 giờ sáng, lúc mà chạy xe vô phim trường là phải test Covid ngay, test ngay tại cổng, rồi lại bị test chọt vào mũi 2, 4, 6, 3 ngày trong vòng 1 tuần. Tuần nào cũng test hết, không có thoát được. Đây là phim trường của Sofia Bulgaria, đây là một trong những phim trường lớn nhất tại thủ đô này. Còn quay phim gì thì mình chưa có tiết lộ được cho các bạn. Đây là phòng make up, bởi vì đây là giai đoạn đầu của dự án cho nên mình phải làm make up test, rồi sau đó mình lại đi tập với lại anh em cascader. Dự án như thế nào thì mọi người hãy đón xem nhé. Một ngày làm việc thì cũng không quá nhọc nhằn cho nên bây giờ mình có thêm thời gian để đi uống cà phê nè. Sau khi có một ngày làm việc thì Vân có một chút xíu thời gian ra đây thư giãn và ăn những món ăn mình yêu thích như là salad rồi uống một ly cà phê. Và bây giờ mình sẽ đi xem nhà. Trong khách sạn Vân ở thì Vân không có thích lắm cái không gian ở trong đó, với là đồ ăn trong đó thì nó cũng không ngon cho lắm, cho nên Vân đã hỏi team sản xuất cho Vân một cái căn nhà và bây giờ mình sẽ đi xem để mình coi thử coi nó có ok để mình mướn ở hay không nha. Theo Vân nha. Let's go. Rồi, đây là căn nhà của mình. Mình chọn căn nhà này bởi vì cái bếp nó rất là rộng. Mình rất là thích không gian bếp này. À ha. Mình thích cái không gian này tại vì nó rất là nhiều cửa sổ và ngập tràn vào phòng khách. Và đây là phòng khách của mình. Đây là căn nhà của mình và dĩa trái cây của mình. Ha ha. Ta-da. Mà thử coi ở Sofia nó còn có những cái hoạt động nào thì tìm ra được một cái chỗ bắn súng. Bây giờ mình vô mình coi thử coi nó làm sao ha. Can I have a feel on the Beretta? Beretta? Yes, please. Okay. Shotgun. Freaking hell. Oh yeah. 30 viên. Ồ, 19 20 mua. Hộp hết 8 viên và 22 viên vô trong đó. Good job. Hôm nay thì Vân sẽ chích mũi Moderna đầu tiên. Thì theo như thống kê thì mũi đầu tiên thì có thể là nó sẽ làm cho cơ thể mình hơi mệt, hơi ê ẩm người và hơi sốt nhẹ. Để coi thử Vân có phải bị những cái phản ứng này đúng như họ nói hay không ha. He is the master. This one. Yes, please. Here we go. Ready? Yes. Okay.
Oh my god. Yay, done. Oh my god, đau vô là đau nhưng mà không sao. How you doing? How you doing? Good. Good, right? All good. Thank you, Mr. Doctor. Chích xong mũi đầu tiên của Moderna rồi nhưng mà mình sợ những cái hiệu ứng phụ như là bị cảm, bị sốt hay là cái gì đó, cho nên mình sẽ phải đi chợ để mình mua một số đồ mình chuẩn bị cho một cuộc xâm nhập. Nếu như có thể mình sẽ bị nằm giường 2 ngày tiếp theo thì mình sẽ phải chuẩn bị một số đồ ăn. À, bây giờ mình mua cái gì đây ta? Mình đâu biết mua gì đâu. Vậy là Vân đã hoàn thành cái việc mua hết tất cả đồ đồ ăn cho Vân trong khoảng thời gian sắp tới. Thì tổng hết tất cả những cái đồ mà Vân đang có ở trên bàn này thì tầm 2.8 triệu. Thì tất cả những cái đồ nhập khẩu như những cái đồ bơ, sữa, đồ ở đây thì nếu mà tính so với lại giá cả ở Việt Nam thì nó rẻ gấp 3 lần. Và bao nhiêu đây đồ ăn ở đây thì Vân nghĩ là chắc đủ cho Vân tầm 2 tuần. Thì buổi tối hôm qua sau 3 tiếng và sau 6 tiếng thì Vân cảm thấy nó rêm người hơn. Rồi nhức ở tai nhiều tới nỗi buổi tối không có ngủ được. Thì sáng nay cảm thấy tinh thần nó cũng phấn chấn, khỏe hơn được một chút xíu thì mới đi ra ngoài. Ok, đi theo Vân nha. Tại nãy Vân đậu chiếc Ducati của Vân ở bên hướng này nè. Không phải chiếc này đâu, chiếc này vẫn chưa có đủ xịn bằng. Vân đậu một chiếc dữ hơn. Thấy chưa? Hai chiếc Ducati dữ chưa? Rồi, bắt đầu chơi Too Fast and Too Furious. Là gọi là quá nhanh, quá nguy hiểm. Chơi thôi. Hey, hey. Ồ, cái này nhanh lắm á. Cái này chắc phải cái này chỉ chậm hơn bà già chút xíu thôi. Ok, chuẩn bị chưa? Đi thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn subscribe YouTube trang của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại nhé. Chiêu, không biết làm vậy đúng không ta?